Xin chào mọi người. Hôm nay anh em mình sơn lấm linh chi nhá. Nay với tiến hành sơn. Đang sơn dở rồi. Trên đang nót màu trắng. Còn cột rồi, sơn nót xong rồi sơn màu lâu lên nhá. Còn trên máy đang sơn màu lâu nhá mà. Sơn màu lâu xong rồi tí nữa với thêm các màu nữa. Đang tạo vân nhưng mà vân màu vàng. Thank you.
Bình thường cái loại mà trong nhà sân lót thì có 200 mấy. Thì mẹ này 390. Cái nấm sơn xong rồi mọi người nhé. Đây là rào và sơn cây linh chi đã hoàn tất rồi. Đây là bộ bàn nấm linh chi. Đó, sơn đã khô. Rồi, xin chào mọi người nhé. Nếu người thấy hay thì hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Hãy đăng ký kênh để xem những video sau. Rồi, chào tạm biệt mọi người.